Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh Nhật Bắc. Về diễn biến bão số 6, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Kim cho biết vào hồi 7 giờ ngày 8 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây quần đảo Trường Sa, khoảng 290 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 100-115 giờ, giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 50 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 115-135 giờ, giật cấp 15. Dự báo đến tối ngày 10 tháng 11, bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, thời điểm triều ở mức cao trong ngày từ 1,7-2,1 mét. Khu vực quần đảo Trường Sa và giữa Biển Đông có sóng cao từ 7,7 mét tới 8,3 mét. Dùng biển Quảng Trị đến Ninh Thuận có sóng cao từ 5,5-7,9 mét và dùng biển quần đảo Hoàng Sa, Bắc và Nam Biển Đông có sóng cao trên 5 mét. Cũng theo ông Kim, rất hiếm khi Việt Nam phải đối mặt với bão di chuyển từ Tây sang Đông rồi mới quay lại về phía đất liền. Nhiều khả năng bão sẽ đạt cường độ cực đại khi ở khu vực phía bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đạt cấp 12, giật cấp 14-15. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa thể dự đoán cụ thể được cường độ và thời gian bão số 6 đổ bộ vào đất liền. Nhiều đơn vị dự báo cho rằng, bão số 6 có thể đổ bộ vào đất liền trong chiều tối 10 tháng 11 với cường độ khoảng cấp 8-9, giật cấp 12-13. Khu vực ảnh hưởng của bão số 6 dự đoán là Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Sau khi nghe báo cáo từ các thành viên ban chỉ đạo và tại các điểm cầu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá đây là cơn bão mạnh và có diễn biến phức tạp nhất kể từ đầu năm đến giờ, nhất là tiếp sau cơn bão số 5. Dù đánh giá cao lực lượng chức năng và các địa phương đã chuẩn bị tốt trong ứng phó với cơn bão số 5 vừa qua, nhưng Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý bão số 6 là cơn bão rất mạnh và có hình thái phức tạp. Vì vậy, chúng ta phải chủ động phương án ứng phó nhằm giảm được thiệt hại cao nhất. Phó Thủ tướng cũng đề nghị thành viên của ban chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương đặc biệt phải bảo đảm an toàn trên biển, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền để yêu cầu họ vào nơi tránh trú. Các địa phương và lực lượng chức năng ban hành lệnh cấm biển và chủ động cho học sinh nghỉ học, chủ động di dời, kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè nuôi trồng trên biển đến nơi an toàn. Bảo đảm an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, bảo vệ an toàn các công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, nhà cửa của dân, gia cố công trình đê biển sung yếu. Có giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân khu vực miền núi và trung du vì đây là khu vực có độ dốc lớn, dễ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Các cơ quan chức năng theo dõi diễn biến cơn bão để phối hợp với bộ ngành, địa phương trong việc chỉ đạo ứng phó với phương châm 4 tại chỗ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ 1-2 tàu vào Bình Định để hỗ trợ địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan truyền thông tiếp tục chủ động đưa tin kịp thời chính xác về diễn biến của bão để người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó với cơn bão này.